ẩm thực Việt Nam rất phát triển trong thời gian gần đây. Phở, bánh mì đã trở thành những món ăn ngon hàng đầu trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt. Thịt xiên nướng là món ăn ngon và hấp dẫn, được rất nhiều người yêu thích không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Thịt xiên nướng được kết hợp trong món bánh mì Việt Nam và bún thịt nướng là những món ăn ngon và nổi tiếng. Thịt nướng xiên kẹp vào ổ bánh mì Việt Nam cùng với nước sốt, đồ chua và hành ngò thật là ngon và hấp dẫn. Bún thịt nướng ăn với thịt nướng xiên, dưa leo, rau thơm, đậu phộng rang, mỡ hành được chan với nước mắm chua ngọt là một món ăn vô cùng tuyệt đỉnh. Chị Huyền hiện đang sống tại Bình Dương. Chị có kế hoạch kinh doanh bánh mì thịt nướng và bún thịt nướng tại Bình Dương. Chị đã tham gia khóa học bí quyết chế biến món thịt xiên nướng với thầy Y. Xin chào mọi người, mình tên là Huyền, mình đến từ Bình Dương. Và hôm nay mình có tới học trường của thầy Y ấy, để học món thịt xiên nướng để kinh doanh tại nhà. Ngày đầu tháng 8 2023 thì chị Huyền từ Bình Dương đã tìm đến thầy học cái nghề thịt xiên nướng kết hợp với bún tạo ra bún thịt nướng cũng như là bánh mì thịt nướng. Đó thì cái nghề phải nói là cái thịt xiên nướng đó là cái nghề rất là công nghiệp, đã tạo ra cái sản phẩm rất là tốt để ứng dụng cho hai món ăn, có thể kinh doanh buổi sáng và buổi chiều tối. Đó thì thầy hướng dẫn từ cái khâu lựa chọn cái thịt để mà làm thịt xiên, rồi hướng dẫn cắt thịt, rồi ướp thịt, cách làm mềm thịt đó, rồi cách xiên thịt đó, rồi cách đóng gói để bảo quản dùng cho nhiều ngày. Thầy Y đã hướng dẫn cách chế biến từ khâu chọn lựa thịt, cắt thịt, làm sốt, ướp thịt, xiên thịt, bảo quản, hút chân không và kỹ thuật nướng thịt để tạo ra những cây thịt nướng thơm ngon và hấp dẫn. Cách làm đồ chua, một loại sốt ngon để chan vào bánh mì thịt Việt Nam đã được thầy Y hướng dẫn rất cặn kẽ. Cách nướng thịt bằng than, bằng lò nướng điện, cách bố trí quầy bán hàng, cách làm ra ổ bánh mì hoàn chỉnh, cách làm nóng để tạo bánh mì thơm giòn, cách đóng gói ổ bánh mì là những công đoạn quan trọng để tạo ra ổ bánh mì Việt hoàn chỉnh với thịt xiên nướng. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn chị cách làm nước mắm chua ngọt, mỡ hành, rang đậu phộng để hoàn chỉnh tô bún thịt nướng rất hấp dẫn và thơm ngon. Sau khi mình tới trường, mình thấy trường rất chi là gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ các thiết bị để mình thực hành. Thầy dạy rất chi là nhiệt tình, kỹ càng và dễ hiểu. Món thịt xiên nướng thì cảm nhận rất chi là ngon và thịt thơm ngon và mềm. Thì mình cũng rất tự tin để về mình có thể kinh doanh món thịt xiên nướng này. Hướng dẫn thao tác cái cách trình bày một cái tô bún thịt nướng đạt được cái đẳng cấp và chất lượng rất là tốt và đồng đều. Tốc độ kinh doanh rất là nhanh, cũng như thầy hướng dẫn cái cách vào ổ bánh mì ha, đã hướng dẫn một cái sốt bánh mì để ứng dụng dùng cho kết hợp thịt xiên nướng và cho vào ổ bánh mì, tạo ra một cái ổ bánh mì rất là thơm ngon giòn đó, nóng hổi. Thì đó là cái tất cả quy trình mà thầy hướng dẫn đó, thì giúp cho các bạn có thể kinh doanh cái nghề thịt xiên nướng rất là hiệu quả. Thầy Y đã hướng dẫn phương pháp chế biến bảo quản theo hướng công nghiệp, sản xuất với số lượng lớn. Đây là những giải pháp tốt nhất để đạt được chất lượng sản phẩm tốt với giá thành thấp, tiết kiệm nhiều nhân công. Và nhân đây thì cũng xin cảm ơn thầy đã trao dồi kiến thức để có thể em tự tin về mở tiệm. Cũng rất chân thành cảm ơn và cũng cảm ơn tới các bạn học viên, các bạn nhân viên ở đây rất chi là nhiệt tình và chu đáo. Mô hình kinh doanh bánh mì thịt nướng, bún thịt nướng thực sự là cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho những học viên yêu thích kinh doanh ngành ẩm thực tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Giờ đây, chị Huyền rất tự tin để triển khai mô hình bánh mì, thịt xiên nướng theo kế hoạch đã vạch ra tại Bình Dương.